Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái phần lý thuyết của cái bài số 2 và chúng ta đã biết cách giải bậc phương trình bậc nhất một ẩn rồi đúng không nào? Chúng ta chỉ nhớ câu thần chú đó chính là gì? Cộng, trừ, nhân, chia với số dương thì chúng ta sẽ cùng chiều. Còn nếu mà nhân hoặc là chia với số âm thì nó sẽ ngược chiều. Chuyển vế đổi dấu thì nó vẫn cùng chiều. Nhớ là như vậy. Tới cái bước cuối cùng mà nhân hoặc là chia với số âm và số dương ta đã biết rồi. Trong lý hôm nay thầy sẽ làm tiếp em phần bài tập nha các em nha. Bóc phương trình này sau đây là bóc phương trình bậc nhất một ẩn. Trời ơi, câu này dễ quá các em. Câu A này, ok, hệ số A là 2 này, hệ số B là âm 5 này. Đây đúng rồi, bậc nhất một ẩn với ẩn Y này. Câu C không phải, tại vì hệ số A nó bằng 0 này. Còn cái này là phương trình bậc 2 chứ không phải là bậc nhất. Mũ 2 đây. Vậy thôi, câu A, câu B. Cái này bấm nè. Cái này dễ làm nhanh nha. Đây. Tiếp tục. Rồi. Chúng ta sẽ đi sang câu số 2. Thì câu nào dễ thì chúng ta sẽ làm nhanh, mà câu khó thì làm chậm. Đúng không? Đấy. Như vậy thì ở đây người ta yêu cầu em là gì? Tìm x sao cho giá trị của biểu thức 2x cộng 1 là số dương. Số dương, cái từ số dương này để biểu thị nó chính là lớn hơn 0 á. Thấy hiểu không? Nên là 2x cộng 1 này là lớn hơn 0 này. Được không? Còn nếu mà làm bài bản thì chúng ta cộng với âm 1 và 2 vế. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ tới thời gian bây giờ ấy. Không cần làm nhanh chậm như vậy. Chúng ta sẽ chuyển vế đổi dấu lên đây trở thành là âm 1. Như vậy tới đây chúng ta thấy là số 2 ở đây thì chúng ta sẽ nhân 2 vế với 1 phần 2. Thì âm 1 này cũng sẽ nhân với gì? Với 1 phần 2. Mà 1 phần 2 ấy, là số dương hay số âm? À, 1 phần 2 là số dương. Thì chứng tỏ dấu này là cùng chiều hay ngược chiều? Cùng chiều, chứ đừng cho Hải quay xe nha. Quay xe là tâm ma là sai đấy nha. Như vậy ở đây là x sẽ lớn hơn âm 1 phần 2. Đó. Như vậy thì ở đây người ta nói là vậy với x lớn hơn âm 1 phần 2 thì giá trị biểu thức này là một số dương. Vậy x lớn âm 1 phần 2, hiểu nào? Thì giá trị của biểu thức 2x cộng 1 là số dương. Đó. Ở đây ta ghi đây là ta có. Ở đây ghi ta có. Được nè. Ok. Rồi. Thì bây giờ ở đây câu A nha, ta làm ngược lại ở câu B. Câu B ở đây giá trị của biểu thức là số âm. Số âm thì biểu thị nó sẽ là nhỏ hơn 0. Đúng không? Như vậy thì ở đây câu B này ta có, theo đề bài ta có cái gì? Số âm thì nó có là 3x trừ 5 là số âm là nhỏ hơn 0. Ta chuyển vế đổi dấu là 3x sẽ nhỏ hơn 5. Chuyển đây bên đây đổi dấu hay nói cách khác là cộng với 2 vế với 5. Cộng 2 vế với 5 để mà ta trực tiêu cái âm 5 này này. Hiểu chưa? Bây giờ số 3 ở đây là 3x nên ta nhân ở đây cho 1 phần 3. Ở bên đây là 5 nhân 1 phần 3. Thì khi đó ta có là 3x nên nhân 1 phần 3 là số dương. Thì khi đó dấu này sẽ cùng chiều. Các em hiểu không? Ok, như vậy đây là x nhỏ, đây là 5 phần 3. Sau đó ta kết luận vậy x nhỏ hơn 5 phần 3 thì em ghi câu này lại này, thì giá trị của biểu thức này là một số âm. Ghi này câu này lại nha, thì này ta để chữ thì này trước, thì giá trị của biểu thức 3x trừ 5 là số âm. Ghi câu này lại giùm thầy này. Hiểu chưa? Cái câu này thầy gạch chân để em ta thấy để em ta ghi. Ok rồi, chúng ta sẽ đi sang ở câu số 3 nha, được không? Nói chung thầy giảng vậy chúng ta dễ hiểu chứ có đâu mà khó hiểu em. Rồi câu số 3. Còn việc giải bắt phương trình này thì thầy nghĩ nó cực kỳ dễ đó. Câu số 3 này. Giải bắt phương trình sau. Ở đây câu A này, 6 nhỏ hơn x âm 3, đúng không? Thì ở bên đây chúng ta thấy có âm 3. Ở đây thì ta có này. Nếu mà làm bài bản là như này, ở đây mất, để muốn mất cái âm 3 này thì chúng ta cộng đây cho 3. Ở đây cộng cho 3, đúng không? 6 cộng ở đây cho 3.
Ở đây x trừ 3, các em thấy cái dấu thầy không bao giờ thầy ghi trước để thầy nói nó cùng chiều hay ngược chiều cái đã. Nhưng mà đây cộng 3, thì khi mà cộng 3 hai vế thì nó sẽ là như thế nào? Nó sẽ cùng chiều, nghĩa là dấu này nhau, dấu nhỏ. Như vậy đây là gì? 9 này. Ở đây là x. Được không? Vậy nghiệm của bậc phương trình là x lớn hơn 9. Tại vì 9 nhỏ hơn x thì nghĩa là x lớn hơn 9. Chúng ta hiểu không? Ok. Rồi, tiếp câu B. 1/2 ta có ở đây 1/2 x lớn hơn 5 đúng không? Thì đây chúng ta thấy là 1/2 thì chúng ta sẽ nhân hai vế với mấy? Nhân hai vế với 2. Tại 1/2 nhân hai vế với 2 thì nó sẽ là gì các? Nó sẽ mất cái 1/2 này đi. Hiểu không? Như vậy đây là chúng ta chỉ 5 nhân 2 mà 2 là số dương thì đây cùng chiều, như vậy x lớn hơn 10. Là kết luận không? Vậy nghiệm gì đó, phải không? Nghiệm bất phương trình đó chính là x lớn hơn 10 đó. Cái việc kiểm tra đấy, bạn nghiệm bất phương trình là ok chưa? Câu A câu B như vậy là quá nhanh, quá dễ hiểu chứ nữa. Đây nha. Rồi, ta sẽ đi sang câu C. Câu C chúng ta đây là gì nè? Câu C đây là ta có này, ta ghi cái đề bài là âm 8x cộng 1 lớn bằng 5, đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta có là chuyển cái thằng này qua bên đây, đổi dấu trở thành là 5 trừ 1 trừ 8x. Đây, chuyển cái cộng 1 này qua này, chuyển cộng 1 này qua bên đây đổi dấu, hiểu không? Nghĩa hay nói cách khác là chúng ta đang trừ 1 cho 2 vế, đúng không nào? Như vậy đây lớn bằng ở đây 5 trừ 1 là bằng 4. Ở đây ta thấy âm 8x, âm 8x thì ta nhân 2 vế với gì? Âm 1/8, hiểu không? Đấy. Như vậy ở đây là 4 nhân ở đây cho âm 1/8. Dấu này như thế nào này? Nhân âm 1/8 dấu này như thế nào này? Hạ quay xe không? Hạ có quay xe không? Có quay xe. Quay ngược chiều trở lại. Rồi đây là bên đây là x nhỏ bằng là 4 nhân âm 1/8 thì thành âm 4/8, thì rút gọn trở thành là âm 1/2. Vậy thôi, sau đó chúng ta kết luận vậy. Nghiệm của bậc phương trình này cho ở đây đó chính là gì em? Đó chính là x nhỏ bằng âm 1/2. Hiểu chưa? Rồi. Quá ok rồi đó. Rồi, chúng ta sẽ đi xem ở câu D. Câu D ha. Câu D ở đây là 7 nhỏ hơn 2x cộng 1. Ta chuyển cộng 1 này qua bên đây đổi dấu này nè. Như vậy ra được ở đây là 7 trừ 1. Chúng ta làm không có sai đâu sợ. Còn nếu ấy mà giáo viên á mà khó tính đó nha, mà bắt chẹt các em á, thì chúng ta chỉ việc cộng 2 vế như thầy bên đây là với âm 1. Ở đây cộng âm 1 mục đích để loại cái thằng 1 này ra, thì cộng phế vế bên đây với âm 1, mà cộng âm 1 nghĩa trở thành là 7 trừ 1 đó, đâu khác gì về nghĩa đâu, tại vì toán học là nó như vậy. Nhưng mà chúng ta phải nắm được bản chất của nó là ở đây chúng ta phải cộng với gì. Nếu cộng ban đầu là sẽ cộng với âm 1 này, bên đây sẽ cộng với âm 1 này đó, hiểu không? Như vậy đây trở thành là 6, đây là 2x. Như vậy đây là phải nhìn ở chỗ đây, hai cái hệ số a nằm chỗ x này, chứ phải nhìn số 6 bên đây đâu nha. Ta nhân với 1/2 đi, nhân 1/2 này, chứ phải nhân 1/6 nghe thôi á, thua luôn á. 1/2 số dương thì dấu này vẫn cứ cùng chiều, cứ vậy đó, cứ làm từ trên dưới này nữa ha. Ở đây là 3 nhỏ, ở đây là x, hay nói cách khác ở đây là x sẽ lớn hơn 3, đúng không? Vậy ở đây em đang ghi hay này, vài nghiệm bất phương trình đây là x lớn hơn 3. Xong, hiểu chưa? Đấy. Ok, rõ nè. Đây, thầy cũng có cái bài chi tiết sẵn đây để chúng ta tham khảo nha.
Rồi, ta sẽ đi sang câu tiếp theo. Ta sẽ đi sang bài số 4 này. Giải các bậc phương trình sau. Ở bài số 4 em, câu A này. Giải bậc phương trình sau thì thầy đã nói rồi, chúng ta sẽ thống nhất là sẽ chuyển x về vế bên tay trái và số về vế bên phải, nghĩa là ở đây là chuyển cái thằng này này, cái âm x này này qua bên đây đổi dấu, và chuyển cái âm 7 này này qua bên đây đổi dấu, hiểu không? Như vậy cái x này chúng ta ghi lại, cái âm x này chuyển qua trở thành là cộng x. Khi chuyển vế đổi dấu thì dấu này vẫn cùng chiều, ở đây là 2, ở đây là âm 7, chuyển qua đây là dương 7. Đã. Như vậy x cộng x trở thành là 2x nhỏ hơn 2 cộng 7 là bằng 9. Ở đây 2x thì chúng ta sẽ nhân 2 vế với 1/2, thì 9 ở đây nhân với 1/2 cùng chiều ngược chiều. Em có Hải quay xe không? À Hải không quay xe. Ok, như vậy đây là x nhỏ hơn ở đây là 9/2, đúng không? Vậy nghiệm của bậc phương trình là x nhỏ hơn 9/2. Vậy thôi. Hiểu ha? Làm các bước như vậy nha. Được chưa nào? Cứ gặp những cái bài này nó dễ lắm em, nó cực kỳ dễ, không có khó. Dồn x qua một bên, số một bên là ok thôi. Cũng ta có này. Ở đây là x cộng 2. Chúng ta đừng có sợ nó. Càng sợ nó càng khó em, mà càng sợ là càng không hiểu, nó khổ vậy. Hiểu không? Đây này, chuyển cái cộng 3 x qua bên đây đổi dấu, ta chuyển cái cộng 2 qua bên đây đổi dấu ha. Nhưng mà x này ghi lại, ta chuyển cộng 3 bên đây trở thành là -3x. 2 này để đó, chuyển bên đây trở thành là -2. Dấu này phải nhỏ hơn bằng này. Được không? X -3x trở thành là -2x. Nhỏ hơn bằng 2 -2 là bằng 0. Rồi ok. Tới đây ta thấy ở đây âm 2x không? Âm 2x thì chúng ta sẽ nhân 2 vế chúng này với cứ lại âm 1/2. Thì bên đây không nhân với âm 1/2. Hải có quay xe không? Có quay xe không? Có quay xe. Ở đây dấu nhỏ bằng thì nó sẽ là gì? Lớn hơn hoặc bằng. Nhớ như vậy, thầy nhấn mạnh những cái chỗ nào quan trọng thầy thường nhấn mạnh điểm là chú ý. Nhưng mà cái thằng này chắc chắn là ra được là x lớn bằng không nhân bao nhiêu thì nó bằng chính nó là không. Đó, vậy nghiệm của bậc phương trình là x lớn bằng 0. Xong. Vậy đó. Hiểu không? Rồi, đây xem ở câu C. Ta có 4 cộng x lớn 5 trừ cho 3x. Chuyển cái 3x ra bên đây và chuyển cái số 4 này qua bên đây. Ta không hiểu như vậy. Như vậy ở đây là x cộng ở đây cho 3x. Chuyển vế đổi dấu thì dấu này cứ cùng chiều thôi. 4 chuyển qua trở thành là âm 4. Hiểu chưa? Như vậy đây là x cộng 3x, đây là trở thành là 4x. Lớn ở đây 5 trừ cho 4 là bằng 1. Rồi. Như vậy thì ở đây là số 4 ở đây người ta sẽ nhân bao nhiêu 1 phần mấy? Giờ hiểu không chứ? Ví dụ như là AX thì chắc chắn ta phải nhân với 1 phần A này. Chú ý cái A chỗ đây này. Có hiểu không? Đấy. Tới thời điểm bây giờ là quá vững và quá răng rồi á. Chứ không có vấn đề gì mà phải phức tạp. Không. Ở đây nhân với 1/4 nha. Rồi thì phía bên đây cũng là 1 × 1/4, nhân ở đây 1/4 là số dương thì nó sẽ cùng chiều, như vậy đây sẽ là x lớn hơn đây là 1/4. Xong. Vậy kết luận, vậy nghiệm bậc phương trình là x lớn hơn 1/4. Đó, bài chi tiết là như vậy rồi đó, hiểu không? Ok nha. Rồi đây xem câu D nha. Ê, tay này đụng cái đèn em.
Câu D ta có này. Âm x cộng 7 lớn bằng x lớn âm 3. Chuyện vé rồi dấu chuyện x này qua, cứ thống nhất các bạn. Cứ thống nhất một cách như vậy là không bị lộn sẽ ngầu nghe. Không phải lúc nào x chuyển làm sao, số chuyển làm sao, cứ thống nhất như vậy mà làm. Hiểu không? Như vậy đây là âm x chuyển về này qua đây trở thành là âm x. Chuyện vé thì giống như cứ cùng chiều này, âm 3 của nó đây đấy, ở đây dương 7 trở thành là âm 7 đó. Đừng có sợ hết á. Âm x trừ x trừ x trở thành là trừ 2x. Cứ chưa không quay chiều hết khi nào ấy âm 10 nhá. Đây là âm 10 này, âm 3, âm 7 là âm 10. Rồi bây giờ tới đây mới làm cái bước qua hải quay xe này. Như vậy đây âm 1 phần 2, âm 2x thì nhân ở đây với âm 1 phần 2 thì đây sẽ âm 10 nhân với âm 1 phần 2. Ok. Hải quay xe ham. Có ham. Có. Quay xe. Quay xe cái đoạn này mới quay xe. Chứ máy này đâu quay xe đâu. Bước nào mà quay xe chỉ có cái bước nhân với số âm mình quay xe thôi. Chứ bà quay xe mấy bước trên đây là xa thì lên á. Có nhiều bạn học mà nó mất cơ bản, không biết cái bước nào mà quay chiều cùng chiều, quay ngược chiều cùng chiều ngược chiều, không biết lộn sang ngầu, không biết cái bước nào cả. Chỉ có một bước duy nhất là nhân số âm mình quay xe thôi. Cái hiểu chỉ có cái bước này thôi này. Còn bây giờ trở xuống này á, rồi bây giờ là x thì dấu này cùng chiều này khi nhân rồi thì ok, âm 5 đây là âm 10 nhân âm 1 phần 2 bằng 5 năm. À thôi lại bằng 5 nhé. Vậy nghiệm của mốc phương trình là x nhỏ bằng 5. Xong. Thế thôi. Nha. Thầy làm như vậy là quá chi tiết luôn em. Cực kỳ chi tiết luôn. Rồi. Ta sẽ đi sang câu số 5. Và các bất định sau câu A, cứ ta có mà làm, quốc ta có cái đã. Ghi đề lại cho nó thẳng thớm đi, hít thở sâu đi. Đấy. Rồi ok, thực chất cái thằng này cũng giống như trên đây luôn. Thì ở đây chúng ta khai triển ra cái đã. Chúng ta cứ mạnh dạng khai triển ra cái đã. Lấy này, lấy 2, 3, nhau vào đây, nhau vào đây. Thì dấu này cứ vẫn cùng chiều chứ không có thay đổi cả. Hiểu không? 2 phần 3, 3 nhau vào đây trở thành là 4x phần 3 nhân vào đây trở thành là cộng 2 đúng không? Dấu này vẫn không có rụt rịch điều gì nha. Không có rụt rịch điều gì nha. Hiểu không? Đó. Rồi, tới đây tiếp tục là dồn x một bên. Và gì? Số một bên thì x ở đây để bên đấy. Chuyển với đồ dấu, chuyển là này qua dương, chuyển thành âm, chuyển thành dương. Cứ chuyển với đồ dấu cùng chiều 7, ở đây cộng 2 thì trở thành trừ 2. Vậy thôi, rất là đơn giản vậy. Ta lấy này quy đồng ở đây. Hay nói là cái khác là 4 phần 3 cộng 4 á. 3 phần 4 là 12 cộng cho 4 thì nữa là thành 16. X phần 3 này. Nhỏ luôn này, 7 trừ cho 2 là bằng 5 này. Đó. Bây giờ đây là hệ số A, đây là 16 phần 3 thì ta nhân. Để cho nó ra được hệ số 1 thì ta nhân mặt đảo 16 phần 3, 13 phần 3 đó chính là ta sẽ nhân với 3 phần 16. 3 phần 16 như vậy thì ở đây chúng ta ghi là 16 x phần 3 thì ta nhân ở đây cho 3 phần 16 thì vế bên đây cũng nhân cho 3 phần 16. Mà 3 phần 16 là số dương hay số âm? Là số dương. Là số dương thì dấu này sao? Có quay xe không? Không quay xe, vẫn là dấu nhỏ hơn. Hiểu chưa? Như vậy bên đây còn là x. Bên đây là 5 x 3 là bằng 10. 15 phần 16. Được chưa? Ta kết luận vậy. Nghiệm của bất phương trình là x nhỏ hơn 15 phần 16. Xong. Ok con dê. Hiểu chưa? Đó. Rồi. Giờ biết cách làm nhá. Vẫn như nào? Ngoài là vẫn là dê học thầy Quang mà có những điểm thầy sẽ nhấn mạnh. Nhấn mạnh để chúng ta sẽ thức tỉnh khi nào quay xe ha. Chẳng phải lúc nào cũng muốn quay tàu lao quá nha. Là sai á. Phải nắm được cái cơ bản. Chỉ có lúc nhân mới số âm thôi thì mình quay. Còn đừng cái chỗ nào quay ấy. Ví dụ bây giờ thì nhân 1 phần 4 ở đây, nhân 1 phần 4 ở đây đâu quay. Đâu quay đâu, phải không? Lấy 1 phần 4 nhân x trừ 1 phần 4 nhân 3 ra bằng 3 phần 4 nhỏ bằng ở đây cho 3 trừ 2x. Rồi bây giờ chuyển x ra bên, số 1 bên, chuyển âm 2 này qua bên đây, âm 1 1 phần 4 này chuyển này qua bên đây trở thành là cộng 2x. Chuyển vế thì dấu này vẫn cùng chiều này. Nói như vậy cho nó nhanh, cho nó vui, phải không?
1 phần 4 cộng nhân 2, 4 nhân 2 là 8, cộng 1 là 9 phần 4x. Thì thực hiện phép cộng thì đây vẫn cùng chiều với đâu với đâu, đây là 16 phần 4 mà ông em. Đây 15 chứ. Bỏ đi. 15 phần 4 em, 4 em, đúng rồi 15 phần 4. Cho nên 16 phần 4 đi thì thành nó ấy sao? Đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta 9 phần 4 thì 9 phần 4 x thì nhân ở đây nghịch đảo 9 phần 4 trở ra là 4 phần 9. 15 phần 4 ở đây là 4 phần 9. Ở đây nhân 4 phần 9 đây là dương hay âm? Dương thì cùng chiều. Hiểu chưa? Như vậy x thì nhỏ hơn bằng là 44 hết, đây là 15 phần 15 phần 9. 15 phần 9 đây chúng ta chia cho mấy? Ở đây chia cho 3, đây chia 3 thì x thì nhỏ hơn bằng là 5 phần 5 phần 3. Nhớ là cho nó tối giản nha. Tối giản. Như vậy chúng ta kết luận vậy. Nghiệm của bất phương trình là x nhỏ hơn bằng 5 phần 5 phần 3. Xong. Hiểu chưa? Rồi. Tiếp tục. Ok. Chúng ta sẽ đi sang ở câu số 6. Một kỳ thi tiếng Anh gồm 4 kỹ năng nghe nói đọc viết, kết quả của bài thi điểm số trung bình của 4 kỹ năng này ha. Bạn Hà đã đạt được điểm số 3 kỹ năng nghe đọc viết lần lượt là 6,5, 6,5, 5,5. Hỏi bạn Hà cần bao nhiêu điểm kỹ năng nói để kết quả đạt được của bài thi ít nhất. Cái từ ít nhất nghĩa là lớn hơn bằng. Cái từ ít nhất này nó thể hiện là cái dấu lớn hơn là bằng. Em hiểu không? Cái dấu lớn hơn bằng. Ở đây là 6,25. Ok chưa? Như vậy ở đây là mấy? Như vậy chúng ta sẽ gọi kỹ năng điểm kỹ năng nói này là mấy? Là x. Thì chúng ta sẽ có này. Chúng ta gọi x là điểm của kỹ năng gì? Kỹ năng nói. Theo đề bài ta có, ở đây có mấy môn? 4 môn đúng không? Ta lấy là ở đây là 6,5 cộng 6,5 cộng 5,5 và cộng ở đây kỹ năng nói và cuối cùng đây là x. Ở đây 4 môn thì chúng ta chia mấy? Chia cho 4. Hệ số đây là 1, hệ số 1, hệ số 1, hệ số 1, chúng ta lấy 1 cộng 1 là 1, 4 số 1 cộng lại là bằng mấy? Bằng 4. Nhưng mà ở đây là ít nhất là 6,25 thì đây sẽ là lớn bằng 6,25 thì chúng ta giải này ra. Đúng không? Thì đây chúng ta có này. Chúng ta có này nha. Ở đây chúng ta lấy 6,5 như vậy. 6,5 cộng 6,5 cộng 5,5 là bằng ở đây là 18,5. 18,5 cộng x sẽ lớn hơn 4. 6,25. Bây giờ ở đây thầy muốn mất số 4 ở đây. Thì thầy nhân ở đây cho 4, đây nhân cho 4 nha. Thầy làm rất chậm để chúng ta hiểu. Cho một số giáo viên là lấy số 4 này bay lên đây luôn á. Hiểu nè. Nhưng mà đây thầy nhân 4 nè. 6,25 ở đây thầy nhân 4. Nhân 4 thì số dương thì nó sẽ cùng chiều. Nhớ nha. Như vậy bên đây còn là 18,5 cộng cho x. Em lấy 6,25. 6,25 nhân cho 4 bằng 25. Bằng 25. Như vậy bây giờ chúng ta chuyển này qua bên đây thì là x sẽ lớn bằng là 25 trừ cho 18,5. Đúng không? Đây 25 trừ cho 18,5. 6,5. Như vậy x sẽ lớn bằng là 6,5. Vậy bạn Hà cần cái dấu này cũng là thể hiện cái từ ít nhất này. Cần đạt. Bạn Hà cần cần gì? Đạt ít nhất. Cần đạt ít nhất là 6,5 điểm nói. Để khi đó cái điểm trung bình môn của
của bạn có thể đạt là 6,25 trở lên. Hiểu chưa? Rồi, như vậy clip hôm nay tới đây kết thúc em nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay cho em phần bài tập cuối chương em nha. Chúc em học tốt, bye bye. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chà.